người. À, anh Hoàn không đeo thẻ nhá, phạt luôn 20.000, xung vào kiện công đoàn. Luật ở đâu ra thế? Ủa, anh quỳnh dán vào bản thông báo mà anh không đọc hả? Ừ. Quên đeo thẻ là bị phạt 20.000, xung vào quỹ công đoàn, còn làm mất thẻ sẽ bị phạt 100.000. Này, tự tiện ra luật à? Đè người ta ra mà lấy tiền, tôi không phải là tỷ phú nhá. Ở đây, từ nãy giờ mấy người uống cà phê quá 10 phút rồi đó nha. Mỗi người 10.000, ra đây. Ừ. Còn Duy Hoàng, tại sao không đeo thẻ? 20.000 nữa là 30.000. Ra đi. Đại Hoàng, làm cái gì trong toilet từ nãy giờ quá 10 phút đồng hồ? Quá quy định 6 phút phạt 20.000, ra đi. Này, gì? Ông mắc cái chứng gì thế à? Chứng gì? Khi không bày trò đủ thứ, ông muốn hại chết tôi à? Thôi, vào làm việc tiếp đi. Tôi không vào. Tại sao? Tôi không vào cho đến khi lúc nào ông giải thích cho tôi rõ đầu đuôi. Tôi không phải là cái loại dễ đè đầu để lấy tiền đâu. Cái gì vậy? Cái gì mà làm nữa vậy? La đấy. Ê, còn muốn cho mọi người biết à? Ừ. Tôi đang bị thâm thủng tiền công đoàn. Nào là phải lấy tiền ra để thăm mẹ vợ sếp ốm này, rồi tiền cô em dâu của sếp bị bệnh nè, bao nhiêu tiền, hiểu không? Ừ. Bây giờ tôi không phạt các người thì lấy tiền đó tôi bù vào. Ừ. Hay đấy. Sao? Thì nãy giờ cậu uống quá quy định 10 phút rồi, phạt thêm 10.000 nữa. Đây, 50.000. Ủa, trình là gì sai hả? Cậu vào toilet lúc 9:32, cậu ra khỏi toilet lúc 9:47, quá quy định 9 phút. Quá thì quá, nhưng làm gì phạt tới 50.000? Không đeo thẻ 20.000 nữa. Ủa, đeo thẻ trong toilet hả? Toilet này là toilet của công ty. Phạt thẻ đi, đừng có đuôi co với tôi về chuyện này. Nè, em cũng bị mất nữa. Vừa để đây rồi đi toilet đi ra đã không cánh mà bay rồi. Trình cũng bị mất thẻ nữa. Mẹ Trình vừa làm cho Trình cái dây đeo màu tím rất là đẹp, tự nhiên mất tiêu à. Anh Quỳnh còn thấy mà. Có mặt ông Quỳnh ở đấy? Có. Lúc em mất thẻ sao? Có Quỳnh ở đấy không? Có ạ. À, đáng nghi đây. Một sự trùng hợp. Này, lúc nãy lão Huỳnh làng vàng ở phòng anh, thế là veo, cái thẻ của anh biến mất. Nè mọi người, có ai thấy cái thẻ của em ở đâu không vậy? Này, lại nữa. Lúc mất thẻ có thấy lão Huỳnh làng vàng ở đấy không? Có. Hả? Này, mấy người uống cà phê quá giờ quy định rồi đấy. Mỗi người 10.000, lấy đi. Này ông Huỳnh, ông phát rồ về cái trò quỹ công đoàn à? Cái gì? Phát rồ cái gì? Đừng có giả bộ nữa. Anh dở trò ăn cắp thẻ của mọi người để thu tiền phạt cái gì? Ăn cắp thẻ gì? Đúng rồi, anh không phải. Trời ơi, mấy người thả tôi ra đi, tôi bị oan mà. Oan gì mà oan? Ăn cắp thẻ mà còn oan à? Mọi người ơi, thẻ của mọi người này, mai mới thay dây cho phù hợp với logo của công ty đấy. Anh Hoàng ơi, đeo thẻ vào đi, không anh Trần Đình anh ấy phạt đấy. Xúc phạm công đoàn, mỗi người phạt 50.000 cho tôi.